vì sao các chùa lớn rơi vào tình trạng vắng khách chưa từng thấy. Mùa xuân là mùa của lễ hội, chùa chiền ở các địa danh nổi tiếng thường thu hút một lượng lớn các tăng ni, Phật tử tìm đến để vãn cảnh chùa cũng như cầu an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vào đầu năm 2024 này, nhiều thông tin cho biết các chùa lớn vốn trước đây luôn thu hút một số lượng lớn du khách đến vãn cảnh chùa, nay đã sụt giảm đáng kể. Mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi những hình ảnh về chùa Ba Vàng Uông Bí, Quảng Ninh, chùa Hương Tích ở Mỹ Đức, Hà Nội và nhiều chùa khác rơi vào tình trạng vắng như chùa Bà Đành. Thực hư thông tin chùa Hương vắng nhất lịch sử, lái đò xếp hàng chờ khách. Tờ báo Dân Trí vào ngày 28 tháng 2 thực hiện phóng sự thực hư thông tin chùa Hương vắng khách nhất lịch sử, lái đò xếp hàng. Theo bài báo, mới đây, mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết chia sẻ cảnh chùa Hương vắng tanh vắng ngắt. Kèm dòng trạng thái kinh tế suy thoái, chùa Hương vắng tanh vắng ngắt hay chùa Hương năm nay ế khách vắng nhất lịch sử. Vào ngày 27 tháng 2, phóng viên tờ báo Dân Trí đã có mặt tại điểm đến tâm linh nổi tiếng này để xác minh thực hư câu chuyện. Theo đó, chia sẻ với Dân Trí, ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh, Hương Sơn cho hay, không có chuyện chùa Hương vắng tanh vắng ngắt. Ông Hiển thừa nhận, du khách đến tham quan chùa Hương có giảm nhẹ so với các năm trước, song so với các lễ hội lớn năm nay ở nhiều địa phương khác, thì du khách đến chùa Hương vẫn là cao. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cảm thán, chỉ khổ người dân thôn Yến Vĩ không được hưởng lợi lộc gì, hàng hóa không buôn bán được, nhà nhà đóng cửa im ỉm, kể cả khu trung tâm Cầu Yến. Những ý kiến này được nhiều người đánh giá là phản ứng đúng sự thật. Giữa mùa lễ hội, nhưng bến đò và chùa Hương Tích rất vắng khách. Trong khi đó, chùa Ba Vàng được cho là một trong những ngôi chùa có lượng khách và Phật tử đến cúng dường đông nhất cả nước. Nhưng trên mạng xã hội cũng chia sẻ các hình ảnh quang cảnh chùa những ngày sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cũng vắng như chùa Bà Đành. Theo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thừa nhận, từ mùng 1 tháng 1 cho đến 25 tháng 2, chùa Ba Vàng ước đón 393.000 lượt khách. Con số này ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, theo chính quyền Uông Bí, bởi năm 2024 là năm nhuận. Song lý do thực sự là trước đó, chùa Ba Vàng đã xảy ra vụ lùm xùm về xá lợi tóc của Đức Phật. Theo giới quan sát, có lẽ những chỉ đạo kịp thời từ Ban Giáo hội Phật giáo và Quảng Ninh đã giúp các Phật tử hiểu rõ hơn về việc lừa dối tăng ni Phật tử của chùa này. Do đó, một số đông tăng ni Phật tử đã thức tỉnh và quay lưng lại với nhà chùa, cũng như với sư thầy Thích Trúc Thái Minh. Trong một phóng sự truyền hình vào ngày 1 tháng 3, VTC14 cũng thừa nhận, dù đang là chính hội nhưng chùa Hương nhiều nơi vắng khách, có những nơi lại đông vui tấp nập. Trong phần comment của phóng sự này, đa số các ý kiến đều cho rằng lý do du khách chán không muốn đến chùa Hương không phải vì cảnh không đẹp mà vì cách quản lý và cách điều hành của ban tổ chức lễ hội rườm rà, không hợp lý. Đặc biệt là vấn đề giá cả với nạn chặt chém quá mức. Công luận thấy rằng đó là những biểu hiện làm tiền quá mức của nhóm lợi ích với sự cấu kết của các quan chức địa phương. Điều đó đã khiến cho du khách quay lưng với địa điểm du lịch chùa Hương Tích nổi tiếng, kèm theo lời kêu gọi hãy tẩy chay như đã làm với Phú Quốc. Một buổi lễ tại chùa Ba Vàng trước đây rất đông người tham dự, thời được cho là kiếm ăn tốt. Công luận thấy rằng việc tìm đến bất cứ địa điểm chùa chiền nào là quyền của mỗi người, nhưng đừng quên đa số người dân đã thức tỉnh và đã biết những nhà chùa có xu hướng trục lợi núp bóng cửa Phật đã và đang bị tẩy chay. Trong tiềm thức của người Việt Nam, chùa chiền là chốn trang nghiêm yên tĩnh, người muôn phương tìm đến mong được hưởng sự tĩnh lặng yên bình để gột rửa tâm can bụi trần, để tìm kiếm sự thảnh thơi và có thể sám hối lỗi lầm. Nhà chùa không thể là nơi lộn xộn, giành giật, chặt chém, xô bồ như những phiên chợ buôn thần bán thánh hiện nay. Đây là hậu quả của chính sách thâm độc của Đảng Cộng sản Việt Nam khi cố ý làm ô uế Phật giáo, cũng như biến hoạt động của các chùa chiền trở thành mê tín dị đoàn. Điều mà công luận khẳng định đó là một chủ trương cấp nhà nước.
của Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao các chùa lớn rơi vào tình trạng vắng khách chưa từng thấy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Kế hoạch nhỏ, phiền phức lớn, tiền chui vào túi ai? Cho đến nay, các trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Nam vẫn duy trì phong trào kế hoạch nhỏ, yêu cầu học sinh mang vỏ lon bia, nước ngọt, đổ nhựa, giấy vụn để nộp cho nhà trường. Điều này đã gây phiền hà cho phụ huynh học sinh. Theo giới quan sát, đây thực chất là việc tăng nguồn thu cho nhà trường thay vì bắt phụ huynh đóng quỹ, điều đã bị đa số phụ huynh học sinh đề nghị bãi bỏ. Phụ huynh học sinh ở Hà Nội đã bức xúc vì phải đi xin mua vỏ lon bia, nước ngọt cho con nộp ở trường. Tờ báo Dân Việt vào ngày 23 tháng 2 đưa tin, phụ huynh Hà Nội bức xúc phải đi xin mua vỏ lon bia, nước ngọt cho con nộp ở trường. Bản tin cho biết, ngay sau khi con em đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, nhiều phụ huynh đã nhận được thông báo phải nộp vỏ lon bia, nước ngọt để trường gây quỹ. Yêu cầu vừa kể trên của nhà trường đã khiến cho nhiều phụ huynh phải nháo nhào lùng sục khắp nhà, đăng lên mạng nhờ xin vỏ lon bia, nước ngọt, thậm chí phải ra cửa hàng đồng nát mua để con nộp cho nhà trường tham gia cái gọi là kế hoạch nhỏ. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng làm ơn để giáo viên và học sinh tập trung vào việc dạy và học, để phụ huynh tập trung kiếm tiền, hay xin hãy bỏ những sáng kiến không cần thiết như thế này đi. Ngoài ra còn có không ít các ý kiến bình luận cho rằng học sinh đến trường đi học tại sao thường xuyên phải đóng góp rất nhiều các khoản phế liệu như vỏ lon, giấy vụn, nhựa phế thải như vậy. Tờ báo Việt Nam Express trong bài viết Kế hoạch nhỏ, phiền phức to đã mô tả một hình ảnh khá hãi hùng của người giáo dục vào ngày thu phế liệu cho học sinh. Nguyên một khoảng sân trường rộng được tận dụng làm bãi chứa phế liệu theo đúng nghĩa đen. Từng nhóm phụ huynh mang theo những sấp giấy vụn, những bao vỏ lon bia mang vào nộp cho con để chạy chỉ tiêu. Mỗi lớp cử ra một giáo viên ngồi nhận và cân giấy, đếm vỏ lon, đếm chai nước và ghi chép vào một cuốn sổ, thống kê. Nhìn những thứ gì đang diễn ra cho thấy cả một khoảng sân trường giống như một vựa ve chai khổng lồ. Rác thải được tập trung la liệt tại sân trường tạo ra một khung cảnh vô cùng nhếch nhác. Qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo.d được biết đây là chương trình do các trường phát động mang tính truyền thống, mang tên phong trào kế hoạch nhỏ. Phong trào này đã trở thành một tiêu chí thi đua bắt buộc dành cho giáo viên. Do đó, dù muốn hay không, các thầy cô cũng phải cố gắng để thực hiện, dù ai cũng thấy hết sức phiền toái. Được biết, phong trào kế hoạch nhỏ ra đời từ năm 1958, cách đây 66 năm, do đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức với mục đích lấy kinh phí xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên tiền phong tại Hải Phòng. Nhưng từ đó đến nay, Bộ Giáo dục vẫn lạm dụng, duy trì và phát triển phong trào này, cho rằng nó mang tính giáo dục đối với trẻ nhỏ. Mặc dù vậy, điều này không phù hợp với sự phát triển của thời đại. Một phụ huynh học sinh từ Hải Phòng đề nghị ẩn danh vì lý do an ninh nói với Thời báo.d rằng: tại sao nhà trường không đơn giản hóa, thay vì phải vẽ vời ra những điều phiền phức lớn cho cả phụ huynh và các thầy cô giáo đến như vậy? Mục đích cuối cùng của các nhà trường là tăng thu nhập thì cứ vận động cho các cháu tự gom giấy báo, sách vở cũ trong nhà, nhờ cha mẹ bán rồi nộp tiền cho nhà trường có phải hay hơn hay không? Môi trường giáo dục lệch lạc ở Việt Nam đã khiến tuổi học trò phải chịu đựng nhiều áp lực không đáng có. Đồng thời, vị phụ huynh này cũng đưa ra một đề nghị, đó là các nhà trường cần phải công khai minh bạch nguồn thu cũng như các khoản chi để phụ huynh được biết. Đây cũng là việc cần thiết trong vấn đề giáo dục cho học sinh về tính minh bạch. Giới chuyên gia và giáo dục của công luận thấy rằng việc giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm đối với cộng đồng, thông qua đó giáo dục cho học sinh góp phần tham gia hoạt động xã hội là điều cần thiết. Tuy nhiên, thay vì phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom phế liệu đã qua sử dụng là hình thức đã quá cũ, quá phiền hà cho phụ huynh và học sinh, đồng thời cũng tạo dư luận không tốt cho ngành.
ngành giáo dục nên tìm kiếm những hình thức phù hợp hơn, đa dạng hơn, cuốn hút học sinh hơn. Cũng đừng quên rằng lúc sinh thời, quan điểm của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với trẻ em đơn giản chỉ là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Kế hoạch nhỏ, phiền phức lớn, tiền chui vào túi ai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.